Xin chào các bạn, mình đã có mặt tại nhà thờ giáp của giáo xứ Thân Thượng. Thưa các bạn, là giáo xứ Thân Thượng có hai nhà thờ của nhà thờ giáo xứ, thuộc về như các nơi gọi là nhà thờ khu, nhà thờ giáp. Hôm nay mình sẽ quay nhà thờ giáp của ăn về giáo xứ Thân Thượng, tức là thuộc về người của nhà xứ, nhưng có giáp. Hai bên là hai gác chuông, mái cong hình mái chùa, được xây dựng vào ngày mùng 1 tháng 4 Quý Mùi và ngày mùng 1 tháng 5 năm 2003. Bây giờ mình cùng các bạn sẽ tiến lên tham quan ngôi thánh đường. Thưa các bạn, là thánh đường này trông rất là cổ kính. Thánh đường này có niên hiệu nền là năm 1894. Và một bên là Thánh Vinh Sơn. Hãy kính sự sợ Chúa. Và một bên là Thánh Phêrô cầm chìa khóa. Xung quanh nhà thờ là có các đàn thánh giá. Mời các bạn sẽ đi tham quan các đàn thánh giá. Đây là Đức Mẹ Fatima. Đây có cả đồi núi, sông, hồ. Thưa các bạn, này nhà thờ cũng là tháp nhỏ thôi.
Thưa các bạn, là khu đầu thờ này diện tích rất là rộng và có một tượng đài Chúa Giêsu vác trên trên vai. Bây giờ muốn hỏi thăm mà không có ai các bạn, thì mình tìm xem chữ họ đề như thế nào: hội trường, nhà giáo lý, giáo họ, xứ sở. Xứ sở các bạn. Hội trường, nhà giáo lý, giáo họ, xứ sở. Từ đây nhìn ra giáo xứ rất là gần. Đó, hai cái khác kia. Văn phòng thường trực giáo họ xứ sở. Thưa các bạn, là một giáo họ thôi nhưng có văn phòng thường trực. Hôm nay mới nhìn thấy một giáo họ mà có văn phòng thường trực. Chúng ta cùng bước vào thăm xem văn phòng thường trực của giáo họ. Chúng ta cùng tiến sang bên phòng bên. Thưa các bạn, là khu khuôn viên này rất là rộng. Nhìn ra xứ giáo xứ mẹ đi có một tí thôi. Mời các bạn cùng đi hết chung quanh nhà thờ. Chào các bạn, làm đây ạ. Bác ơi, đây, cái nhà thờ đây là thuộc về nhà xứ à? À, họ lẻ, nhưng mà họ lẻ là ăn riêng hay là cũng người nhà xứ luôn? Cũng nhập cả nhà xứ mà riêng mình là, nhưng mà có đóng góp nhà xứ cả. Vâng. Vâng, hai nơi. Ở đây là lễ kính thánh gì ạ? Kính thánh là riêng. Kính thánh Vinh Hiền Tê với lại Phê-rô. Vâng, nhận hai thánh con thầy. Vâng. Ai chả vậy, không có ấy à, không độc với giới nam thôi à, không có giới nữ thôi à? Nữ thì Maria. Vậy vậy là nhà thờ này là còn có trước nhà thờ xứ kia. Vậy à? Nhà thờ xứ kia xây một năm 1944 mà đây 1800 bao nhiêu này. Vậy niên hiệu nó có trước các khẩu xử là xử đóng chẳng biết được đâu. Vậy ở đây có văn phòng thường trực chứ. Vâng. Vậy.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nhà thờ để tham quan nội thất nhà thờ.